Hello everyone, welcome back to Hello Hà Bầu. New series được mang tên là Why Not? Nếu như các bạn có theo dõi Hào từ đầu đến bây giờ thì Hào có làm những cái tập về wine, nhưng mà thật sự là không có chú trọng nhiều về wine lắm, thường là cocktail thôi. Nhưng mà Hào nghĩ là đây là một trong những cái mảng mà Hào cũng đã được tiếp xúc và cũng như là trải nghiệm, thì tại sao mình không đem cái này đến cho tất cả mọi người bằng những kiến thức rất là ít ỏi của mình và những cái tìm tòi và tìm hiểu chúng ta ở đây có thể trao đổi cũng như là học hỏi lẫn nhau. Đến với Why Not thì các bạn có thể tìm hiểu được những cái loại grape, những cái loại rượu rất là phổ biến trên thế giới, cũng như là những cái vùng miền đã tạo và sản xuất ra các loại nho cũng như là các loại rượu đó. Ngoài ra thì Hào sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà các bạn có thể phát âm cũng như là đọc được cái loại nho, cái loại rượu cũng như là cái nơi sản xuất loại rượu đó thật là chuẩn xác, cách thưởng thức, cất giữ rượu. Và nhiều hơn thế nữa thì Hào sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để các bạn có thể chọn một chai rượu ngon nhất. Bên cạnh đó thì Hào sẽ lồng ghép vào những cái tip mà các bạn có thể sử dụng để mà mình có thể pairing với lại đồ ăn, hay là vào những cái dịp rất là quan trọng mà bạn có thể chọn một chai rượu phù hợp với lại cái dịp đó của mình. Một điều chú ý là Hào sẽ dùng những cái thuật ngữ cũng như là nói rất là những cái thuật ngữ dùng cho rượu và tiếng Anh rất là nhiều. Nhưng mà các bạn đừng lo nhé, Hào sẽ để cái subtitle để mà giải thích cho các bạn những cái từ ngữ đó nghĩa như thế nào. Và ở tập đầu tiên này thì các bạn sẽ được giới thiệu với một trong những loại red blend được nổi tiếng nhất trên thế giới, đến từ nước Pháp, được mang tên Bordeaux. Thật sự là ở tập này Hào làm khó mình, bởi vì nếu như mà các bạn có xem những cái tập trước Hào nói về rượu đó thì rượu Pháp là một trong những cái rượu khó nhất, bởi vì rượu Pháp không chỉ là nói về một cái single variety mà nó sẽ nói về cái vùng miền sản xuất ra cái loại rượu đó rất là đặc biệt. Ví dụ như là khi mà mình nói về Champagne thì Champagne được gọi là Champagne trên thế giới thì phải đến từ cái nơi tên là Champagne của nước Pháp. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến Bordeaux. Tại sao Bordeaux lại đặc biệt và lại nổi tiếng như vậy? Bởi vì Bordeaux, khi mà mình nhắc về Bordeaux thì đây là một trong những cái nơi vùng miền của nước Pháp sản xuất ra cái rượu tên là Bordeaux. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là Bordeaux là nói về red blend. Red blend có nghĩa là loại rượu đỏ được trộn hai hoặc là nhiều loại grape lại với nhau nên được gọi là red blend. Và đọc là Bordeaux nha các bạn, không phải là Bordeaux, là Bordeaux nha, là Bordeaux. Bordeaux là một cái loại red blend được trộn hai cái loại nho cơ bản như là Cabernet Sauvignon và Merlot. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái variety khác như là Cab Franc, Malbec là dành cho rượu đỏ, còn với rượu trắng thì sẽ có Sauvignon Blanc nè, Semillon, Muscadet. Bordeaux là cái nơi mà sản xuất ra những cái loại red blend nổi tiếng nhất trên thế giới. Mà cái điều làm cho nó nổi tiếng là bởi vì ở cái vùng này đó, nó sẽ có một con sông bắc ngang mà sẽ chia hai bên ra là một bên trái và bên phải. Thì hai bên này đó, bên trái bên phải sẽ có những cái nhà sản xuất rượu Bordeaux rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà Hào khám phá ra thì là bên trái là cái nơi mà làm cho Bordeaux nổi tiếng nhất. Lý do là vì họ cho nhiều Cabernet, có nghĩa là cái grape Cabernet nhiều hơn là Merlot. Đặc tính của Cabernet Sauvignon là cái loại nho này á, nó sẽ là full body, có nhiều tannins và nó sẽ làm cho cái complex của cái wine nó nhiều hơn. Ngược lại thì bên bờ phải thì người ta sẽ sử dụng Merlot nhiều hơn, thì Merlot sẽ là một cái nho mà nó có cái tính là nhẹ nhàng hơn, cho nên là cái rượu ở bên bờ phải đó nó sẽ soft, có là nó nhẹ nhàng hơn, nó có ít tannins và sẽ dễ xỉn hơn, bởi vì Merlot là một cái nho rất là juicy nên là nó sẽ có nhiều đường, nếu mà khi mà nhiều đường sẽ tạo ra nhiều alcohol. Mùi vị của Bordeaux wine đó thì các bạn sẽ thấy được là black currants, có nghĩa là quả phúc bồn tử màu đen, hoặc là plum. Plum ở đây là quả mận, mà mận đây là mận Hà Nội đó các bạn. Nhưng mà có rất là nhiều plum, nhiều mận ở bên Mỹ này, nhưng mà nói chung thì là cái dạng đó là mận Hà Nội ha. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ ngửi được cái mùi của hoa violet, có nghĩa là hoa violet, hoặc là cái mùi của bút chì. Rất là ngộ phải không ạ? Nếu như các bạn theo Hào và xem những cái tập này, các bạn sẽ thấy là khi mà mình đi đến wine đó, mỗi một con người chúng ta sẽ hửi ngửi được cái mùi wine khác nhau. Nhưng mà đây là những cái mùi mà mùi chung, khi mà bạn nói về cái dạng grapes hay là những cái dạng wine này đó thì nó sẽ có những cái mùi chung như thế này. Thì chúng ta sẽ ngửi được cái mùi than chì,
mà hay nhất đó là cái mùi ngòi bút chì mà ngày xưa mình đi học đó, thì mình ngửi cái mùi đó, thì khi bạn ngửi trong cái wine đó thì bạn sẽ nghe được cái mùi đó. Một lát nữa nào sẽ thử wine thì chúng ta sẽ cùng bàn thảo xem là mình có thấy cái đó trong đó không nhé. Cái body của Bordeaux wine thì sẽ range từ medium body đến full body. Còn điều đặc biệt thì Bordeaux sẽ có rất là nhiều tannins. Nếu như mà các bạn thắc mắc tannins hoặc là Hào nói về body như thế nào thì bạn nhớ xem lại những cái tập trước hoặc là về wine. Hào có giải thích 5 yếu tố khi mà chúng ta thử wine thì nó sẽ make rất là nhiều sense ở trong này khi mà họ nói và bạn xem những cái tập tiếp theo của Hào. Đó là về Bordeaux Red. Còn về Bordeaux White thì hình như là không có được nổi tiếng bằng Bordeaux Red. Nhưng mà khi mà người ta nói về Bordeaux thì người ta sẽ nói về Red Wine. Nhưng mà cũng qua đây Hào sẽ giới thiệu với các bạn về một cái loại Bordeaux White. Mà cái blend này đó, nó là một trong những cái blend mà rất là nhiều nhà sản xuất rượu trên thế giới copy là không phải ăn cắp mà là sao nhái lại đó các bạn, thì là một cái blend giữa Sauvignon Blanc và Semillon. Thì khi mà bạn thấy cái Sauvignon Blanc và Semillon á, thì đây là một trong những cái loại white wine mà cái tính của nó là từ medium body to full body. Nếu như bạn thích Sauvignon Blanc đó, bạn sẽ có thể cảm thấy rất là ngạc nhiên khi mà bạn thử cái blend Sauvignon Semillon, bởi vì cái này nó khác hoàn toàn, hầu như là họ nghĩ là 80% so với lại cái Sauvignon bình thường. Bạn sẽ không thấy được cái tính của Sauvignon trong cái blend này nhiều, cho nên là nó sẽ surprise, ngạc nhiên một chút xíu. Nếu các bạn thấy thì ở đây họ có một cái chai rượu mua ở chợ, thì cái chai này đó nó chỉ có khoảng là mười mấy đồng thôi, 12 đồng thôi, không có mắc lắm. Nếu mà bạn mua Bordeaux thì cái giá là khoảng từ 15 cho đến 25. Thì Hào đã mở sẵn rồi bởi vì Hào muốn cho cái rượu này nó có rít một chút xíu. Và đây là cái ly Hào đã chuẩn bị sẵn ha. Ly này thì mình sẽ sử dụng cho rượu từ medium body tới full body. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử. Một điều mà các bạn nhớ đó là rượu đỏ chúng ta sẽ không bao giờ uống lạnh ha. Cái độ mà để uống rượu đỏ mà lạnh nhất là 65 độ F, 17, 18 độ là cao lạnh nhất mà chúng ta có thể uống rượu đỏ ha. Các bạn nhớ tập trước Hào chỉ các bạn thử rượu không? Các bạn sẽ nhìn cái màu của rượu ha. Rồi sau đó mình sẽ swirl. Nhìn thấy cái nước mắt rượu. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đọc cái label của cái nhãn rượu này. Tại vì cái chữ của cái nhãn rượu này không chỉ là toàn là tiếng Pháp thôi. Nếu mà Google thì họ cũng sẽ Google ra. Nhưng một cái điều đặc biệt là những cái loại rượu này nè, hy vọng là ở bên Việt Nam cũng sẽ có, là người ta sẽ có một cái label, người ta nói là bao nhiêu phần trăm grape, bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ đọc cái này. Merlot là 55%, Cab Franc là 25%, Cabernet là 20%. Thì các bạn nhớ hồi nãy họ nói là gì? Ở bên bờ trái của cái khu mà nhiều người ta sản xuất rượu đó thì người ta thích là bỏ vào Cabernet nhiều hơn, nên là cái flavor nó sẽ mạnh hơn, cái body nó sẽ bigger, nó lớn hơn và cái tannin sẽ nhiều hơn. Còn bên bờ phải thì người ta sẽ để nhiều Merlot hơn. Thì đây là 55% Merlot thì có nghĩa là nhiều hơn là cái phân nửa rồi. Thì Hào chắc chắn với các bạn luôn là chai rượu này đến từ bờ phải, có nghĩa là cái đặc tính của cái rượu mà mình sẽ được ngửi được trong này và cái vị mình uống được trong này sẽ là softer, có nghĩa là nhẹ nhàng hơn, nó sẽ ít tannins hơn và mình uống sẽ dễ xỉn hơn. Plum nè, blackcurrant. Không biết là ở bên Việt Nam mình có blackcurrant không, nhưng mà blackcurrant là một trong những cái loại nho phúc bụng tử được sử dụng rất là nhiều ở bên này về ăn uống, cũng như là khi mà người ta diễn tả một cái loại rượu hoặc là một cái loại nước đó thì sử dụng blackcurrant rất là nhiều ha. Và blackcurrant cũng được sử dụng trong làm vinaigrette, là làm giấm. Yeah. Cái mùi than bút chì nữa các bạn. Cái mùi bút chì, đúng. Cái mùi bút chì sẽ đọng lại ở trong cuối cái nose, cái mũi của mình ha. Thử. Cheers. Wow. Cái mùi của ngoài bút chì rất là nhiều trong này luôn. Một điều đúng như hãy nào nói đó các bạn, đó là cái rượu này nó soft, nó nhẹ nhàng, nó nhẹ hơn là cái Bordeaux khác mà có nhiều Cabernet. Một điều đặc biệt đó là họ đã để Cab Franc. Cab Franc thì hôm nay họ sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Cab Franc là một trong những cái loại nho đỏ
nó có cái tính chất là peppery là tiêu á. Thì khi mà bạn uống một cái chai Capron thì cái điều mà bạn động lại trong cái miệng như là cái mũi của bạn rất là nhiều, đó chính là cái vị tiêu. Thì ở trong này mình có được cái vị đó. Bạn thấy cái màu thì nó nhẹ nhàng hơn ha, cái màu đỏ ruby nhưng mà không có đỏ đậm như là cái chai cap được trước mà Hậu thử. Ồ, một điều đặc biệt là tannins rất là nhiều, nhưng mà cái này là medium tannins, không có phải là full tannins ha. Tại cái tannins nó chỉ ở giữa thôi. Đối với lại Bordeaux đó thì bạn nên decant có nghĩa là bạn nên đổ cái chai rượu này vô một cái gọi là cái canter, là cái bình chứa rượu, để đó khoảng một tiếng thì khi đó bạn uống rượu nó sẽ là ngon nhất. Cái rượu này nó không có nhiều acid nhưng mà nó long short medium finish. Well, actually long finish, bạn sẽ có nó động lại trong lưỡi của bạn giống như là bạn ăn dark chocolate cho sô cô la đen đó, nó là một chút đắng đắng, nó động lại trong lưỡi mình rất là lâu ha. Và đây có thể là cái phần mà Hào rất là yêu thích, đó chính là pairing. Đây có thể dễ hiểu là mình sẽ uống cái gì và mình ăn cái gì để cho nó phù hợp. Thì đối với rượu đó, khi mà bạn nói về rượu thì chúng ta sẽ không chỉ phải là uống một chai rượu đỏ cho vui. Đúng là chúng ta sẽ có như vậy, nhưng mà nếu mà bạn đi vào nhà hàng, bạn có một cái bạn nấu một cái bữa ăn cho người yêu của mình, bạn nấu một bữa ăn cho gia đình của mình, thì bạn sẽ mua một chai rượu gì đây? Chai rượu nào sẽ phù hợp với món ăn của bạn mà sẽ tôn lên được cái món ăn của bạn, và bên cạnh đó sẽ một cái vị rượu rất là hòa quyện. Hay là mình mua lộn một chai rượu nào đó rồi uống rồi ăn rồi không đâu vô đâu và không cái nào ra cái nào, đúng không ạ? Nên là cái phần này Hậu rất là thích, và Hậu hy vọng là các bạn sẽ có thể chia sẻ cũng như là học hỏi thêm được rất là nhiều ở cái phần pairing này. Thì đối với Bordeaux, bởi vì do cái tính tannin rất là cao cho nên là Bordeaux sẽ rất là hợp với những cái bữa ăn rất là nặng nề. Hiểu đơn giản là vậy, khi từ việc người Mỹ nó sẽ nói là heavy. Thì nặng nề ở đây có nghĩa là bạn ăn steak nè, khi mà bạn đi steakhouse, bạn đi ăn những cái món ăn, những cái cục thịt steak rất là nhiều fat, hoặc những cái bữa ăn rất là rich, có nghĩa là rất là béo, thì Bordeaux sẽ đáp ứng được cái tiêu chuẩn của một cái bữa ăn nặng nề, béo như vậy. Mà nếu mà chúng ta nói về phân tích về những cái loại steak, những cái loại cut khác nhau, thì sẽ có những cái loại rượu nó sẽ đi phù hợp với nhau. Nhưng mà ở đây Hà chỉ muốn nói những cái phần rất là cơ bản về Bordeaux và pairing thôi, nên là chúng ta sẽ chỉ hiểu đơn giản là Bordeaux sẽ đi với những cái món steak, những cái món rất là béo, thì cái tannins của nó, cái body, cái full body của rượu sẽ giúp tôn lên được cái mùi vị, cái khẩu vị của đồ ăn trong cái miệng của bạn. Bạn cắt một miếng steak, có một miếng fat ở trong đó, bạn nhai rồi bạn nhắm, bạn uống nhắm một cái ly rượu như thế này, nó sẽ balance, nó sẽ hòa quyện. Đó là cái đẹp, cái tinh túy mà giữa đồ ăn và thức uống nó đem lại, đó là cái sự đan xen, cái sự hòa quyện, cái sự compliment là giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vậy những cái người mà sành ăn đó, thì khi mà họ ăn cái gì thì họ sẽ nhìn vào cái menu, họ sẽ uống cái gì. Thì cái phần này đó từ từ họ sẽ hướng dẫn các bạn, họ sẽ dẫn các bạn theo, các bạn xem, các bạn học hỏi, rồi các bạn mình trao đổi với nhau thì tự nhiên là các bạn sẽ hiểu ra được. Bởi vì ngày xưa khi mà họ qua Mỹ thì họ uống rượu á, các bạn biết mà những cái gì mà mình thử lần đầu tiên mà nó không phải là nằm trong cái văn hóa của mình thì cái nào cũng như cái nào, cái nào cũng vậy thôi. Nhưng mà càng đi sâu, càng tìm hiểu thì nó càng thú vị và càng làm cho mình yêu thích hơn. Bởi vậy Hồng nghĩ là đây sẽ là một trong những cái series mà nếu như các bạn thật sự yêu thích về ẩm thực nè, về ăn uống nè, về thế giới của F&B là Food and Beverages, thì các bạn sẽ hiểu và các bạn sẽ tìm hiểu thêm rất là nhiều, và hy vọng chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về những kiến thức như thế này. Ok, vậy là cái tập về rượu vang Bordeaux nha các bạn. Đến đây thì Hào nghĩ là cũng đủ rồi. Những tập sau thì Hào sẽ đi vào những cái loại grapes cũng như những loại nho nè, những loại rượu rất là phổ biến, thì có lẽ là nó sẽ dễ hiểu hơn cho mọi người chút xíu, những cái loại rượu mà quen thuộc. Cho nên là nếu mà bạn nào mà có những cái câu hỏi nè, thì đừng quên là để lại những câu hỏi cho Hào nè. Bạn yêu thích cái tập này, bạn yêu thích Hào, bạn yêu thích cái kênh YouTube này, thì đừng quên là nhấn một nút like, subscribe và nhớ chia sẻ với tất cả mọi người nếu bạn nghĩ đây là một ý kiến cũng như là một cái tập rất là bổ ích mà ai cũng có thể học hỏi được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tập tiếp theo của Hello How và Mix Up. Maybe, why not?